Các bạn đang nghe truyện quyền lực đỉnh phong siêu cấp công chức trên kênh TV Audio CV. Chương 187, lấy phó huyện trưởng thân phận xuống nông thôn điều tra nghiên cứu. Chu chủ tịch huyện, chào mừng ngài đến xã Bách Lý Thị Sát chỉ đạo công tác. Hy vọng có thể học được kinh nghiệm làm việc của ngài tại Hồng Đỉnh Trấn. Bí thư đảng ủy xã Bách Lý Lưu Quốc Hoa, một lão đồng chí, niên kỷ tương đương với phó bí thư Lữ Hoa của Hồng Đỉnh Trấn nhưng Lưu Quốc Hoa đã làm bí thư đảng ủy nhiều năm, thuộc chính khoa cấp cán bộ, việc ông rời vị trí muộn hơn Lữ Hoa cũng là bình thường. Từng, ta vẫn muốn đến xã Bách Lý nhìn xem. Hôm nay vừa vặn có thời gian tới thăm các ngươi và kiểm tra thôn công trình hạ các ngầm. Chu Dương nói. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi công tác kiểm tra công việc. Lưu Quốc Hoa hỏi. Không cần kiểm tra sổ sách, ta muốn đi xem tình hình thực địa. Chu Dương không tin vào các con số trên giấy tờ, vì chúng thường chỉ để báo cáo với cấp trên, không phản ánh đúng thực tế. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Mọi người nhanh chóng lên xe tiến về công trình hạ cáp. Tuy nhiên, xe lại đi về hướng khu công nghiệp. Khu công nghiệp có một phần nằm trong xã Bách Lý, điều này cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vương trường công trong việc chiêu thương và dẫn tư công tác. Cơ sở hạ tầng phụ cận khu công nghiệp hoàn thiện, Thông dân phụ cận đã có điện, nước và truyền hình cáp, chỉ còn internet chưa được thông. Nhưng Chu Dương biết, xã Bách Lý còn nhiều thôn nằm trong vùng núi, tình hình ở đó mới là trọng điểm công tác hôm nay. Lý Đường thôn là thôn nghèo, không biết tình hình bên đó ra sao. Chu Dương vừa hỏi xong, sắc mặt Lưu Quốc Hoa rõ ràng thay đổi, điều này càng khiến Chu Dương quyết tâm kiểm tra thực địa. Không bằng để buổi chiều đi, buổi sáng dùng cơm tại xã. Lưu Quốc Hoa đề nghị Chu Dương lắc đầu, ta kiểm tra xong liền về huyện thành. Xe hướng về lý đường thôn, không đi được hai cây số, đường xi măng bắt đầu rạn nứt diện rộng, sau đó biến thành đường bùng, lầy lội không chịu nổi. Con đường thu hẹp, tình trạng này kéo dài khoảng một cây số nữa, xe không thể tiếp tục, Chu Dương phải xuống xe đi bộ. Cán bộ xã Bách Lý cũng bắt đầu lo lắng. Đi bộ nửa giờ, họ đến thôn gỗ hồ. Giày dép dính đầy bùn, quần áo bẩn thỉu, cả người chật vật không chịu nổi. Lúc này, cán bộ thôn gỗ hồ mặt dày bó đón chào, rõ ràng đã chuẩn bị trước. Chu chủ tịch huyện, Lưu Bí Thư. Các vị lãnh đạo. Hoan nghênh đến thôn thị sát công việc. Lý Bí Thư chi bộ chào đón. Lý Bí Thư chi bộ, khoảng 60 tuổi, quần áo bình thường, không xa hoa, không quá mộc mạc, tỏ ra là người thành thật. Chu Dương nghĩ rằng những người như vậy thường là người thành thật, không giống những kẻ giả vờ nghèo khó để lấy lòng lãnh đạo lý bí thư chi bộ giới thiệu cho chủ tịch huyện về tình hình phát triển của lý đường thôn lưu quốc hoa dẫn đầu nói lưu bí thư ngài đi thăm các thôn khác hỏi ý kiến thôn dân về công tác của chúng ta chu dương trực tiếp đề nghị lưu quốc hoa rời đi để tránh gây cản trở cuộc điều tra của hắn lưu quốc hoa bất đắc dĩ phải mang theo nhân viên rời đi lý bí thư chi bộ ngài cho ta biết tình hình công trình hạ cáp muốn thật lòng nói chúng ta vừa đi vừa nói chu dương nói tốt lãnh đạo quan tâm chúng ta chúng ta nhất định phải trân trọng cơ hội lần này lý bí thư chi bộ bắt đầu nói về tình hình lý đường thôn chu dương quan sát phong cảnh xung quanh non xanh nước biết tình hình tổng thể không tệ nhưng con đường không thông khiến thôn dân đi lại khó khăn điện thoại truyền hình cáp cũng không có khi đến thôn bộ, Chu Dương thấy thôn bộ là mấy ngôi nhà ngói, điều kiện thuộc hạng chót trong các hành chính thôn ấp của huyện Tử Vân. Ngày mỗi năm nhận được bao nhiêu kinh phí? Thôn bộ có bao nhiêu nhân viên? Chu Dương hỏi. Tổng cộng 3 vạn nguyên. Nhân viên công tác 7 người. Lý Bí Thư Chi Bộ trả lời. Chu Dương nghĩ rằng 3 vạn nguyên không đủ trả lương cho những người này, nói gì đến việc xây dựng. Hộ nghèo có bao nhiêu? đã được đưa vào diện bảo trợ chưa? Chu Dương hỏi tiếp. Lý Đường thôn kinh tế không tốt, có hơn 20 hộ nghèo đều là bệnh nặng nhưng chưa được đưa vào diện trợ cấp. Lý bí thư chi bộ nói. Tại sao không được đưa vào? Chu Dương hỏi. Chu chủ tịch huyện, ta biết quốc gia có chính sách tốt, muốn giúp đỡ, nhưng toàn xã đều khó khăn, danh ngạch trợ cấp không đủ, cuối cùng chúng ta không có phần. Lý bí thư chi bộ nói. Chu Dương cảm thấy im lặng, danh ngạch trợ cấp cũng phải có phương thức phân phối, mỗi thôn ít nhất phải có 2-3 danh ngạch, nhưng ở đây không có. Có thể có người dở trò quỷ. Đi, trước đi xem những hộ nghèo. Chu Dương muốn xem tình hình thực tế. Họ đến một hộ nghèo. Đây là một đôi vợ chồng già, con cái đều qua đời vì tai nạn, bây giờ hơn 70 tuổi, không có người chăm sóc, chúng ta góp gạo cho họ. Lý Bí Thư Chi Bộ nói. Chu Dương thấy nhà cửa của họ nát bét, bên trong đen kịt, không có điện, mùi ẩm mốc, âm u, thúy hoa thẩm, cường thúc, Chu Chủ tịch huyện đến thăm ngài. Lý Bí Thư Chi Bộ nói, Hả, Chủ tịch huyện ngài là đại quan, mời ngài ngồi. Hai lão nhân không dám trì hoãn, vội vàng dọn bàn ghế cho khách. Bàn ghế sạch sẽ, cho thấy họ rất coi trọng vệ sinh, chỉ tiếc không có con cái. Gia gia nãi nãi, ta không phải đại quan, chỉ là một nhân viên chính phủ. Chu Dương ngồi xuống, nói chuyện với họ. Lão gia gia không nói nhiều, nhưng Chu Dương chú ý thấy ông cầm quải trượng, đi lại không tiện. Quốc gia có các ngươi, mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn. Lão nãi nãi nói nhiều hơn, rõ ràng lâu rồi không ai nói chuyện với họ. Quốc gia tốt đẹp, không thể rời đi công lao của các ngươi mấy chục năm phấn đấu. Ta muốn hỏi, ngài bình thường có khó khăn gì không? chu dương hỏi không có khó khăn có ăn có uống quốc gia đối xử tốt với chúng ta lão nải nải trả lời nghe vậy chu dương cảm thấy như một sự châm chọc nhưng họ không có ý châm chọc tại sao ông không đi lại bình thường được vậy chu dương hỏi lão gia tử năm đó ra chiến trường đánh đám ngoại xâm bị thương nên để lại bệnh tật bí thư chi bộ trả lời chu dương nghe xong mới biết được vị này là quân nhân xuất ngũ quân nhân xuất ngũ không phải có phụ cấp tương ứng sao? Chu Dương nhìn quanh gia đình này, thấy hoàn cảnh không giống như là có phụ cấp. Mấy năm trước còn nhận, nhưng chứng nhận xuất ngũ cùng với chứng nhận tàn tật của lão gia tử bị hư hỏng. Hiện tại để nhận phụ cấp, xã không chấp nhận, nhất định phải có chứng nhận xuất ngũ và chứng nhận tàn tật. Đã 4 năm không nhận được phụ cấp. Lý bí thư chi bộ giải thích. Chu Dương nghe xong, sắc mặt lại trầm xuống giấy chứng nhận bị hư hại là lỗi của lão nhân nhưng xã khẳng định có đăng ký lẽ ra phải giúp lão nhân bổ sung giấy tờ là cơ sở chính phủ vậy mà lại đối xử như vậy với quân nhân xuất ngũ chu dương không thể chấp nhận được lưu bí thư biết việc này sao chu dương hỏi ai ta đã lớn tuổi rồi chỉ biết ăn ngay nói thật ta tìm lưu bí thư nhưng ông ta nói xử lý theo quy định ta cũng không biết làm sao là theo quy định lý bí thư chi bộ bất đắc dĩ chu dương hiểu ý nghĩa của những lời này theo quy định xử lý thường là cách nói tránh để không xử lý đẩy trách nhiệm trong thực tế câu này đã trở thành công cụ vạn năng để cán bộ lãnh đạo thoái thác trách nhiệm ta hiểu rồi chu dương gật đầu nhìn đôi lão phu thê nói các ngươi có muốn đưa ra ý kiến gì cho thôn không ta sẽ cố gắng giúp các ngươi hoàn thiện chu dương biết đôi lão phu thê này chắc sẽ không muốn gì cho bản thân, họ không có con cái, không có nhiều mong muốn vật chất. Chính là đi lại không tiện. Chúng ta lão già lão cốt dù sao cũng không đi đâu được, nhưng người trẻ thì khác. Họ cần đi làm, đường đi không tiện, phải thuê phòng ở ngoài, rất bất tiện. Hy vọng con đường được sửa thông. Lão nãi nãi nói. Đây là một ý kiến rất tốt, muốn giàu trước sửa đường, ta hoàn toàn ủng hộ và sẽ thực hiện sớm. Còn có ý kiến nào khác không?" Chu Dương hỏi. "Lão nãi nãi nói thêm, người trẻ trong thôn trình độ văn hóa thấp, có thể tổ chức học tập văn hóa, tay nghề, để đi làm có thể kiếm được nhiều tiền hơn không?" Lão nãi nãi đưa ra ý kiến thứ hai làm Chu Dương rất coi trọng. "Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá." Đề nghị này rất tốt, nói thẳng vào vấn đề gốc rễ. "Ta sẽ liên hệ cục nhân xã huyện để xử lý." tổ chức các lớp học ban đêm và huấn luyện kỹ thuật. Còn có ý kiến nào khác không? Chu Dương hỏi. Không có, không có. Lão nãi nãi khoát tay. Chu Dương phát hiện hai ý kiến này không phải để nâng cao bản thân mà là vì thôn. Đôi lão phu thê này có tố chất cao. Rất tốt, hai ý kiến này rất quan trọng, liên quan đến dân sinh cơ bản. Ta sẽ mở hội nghiên cứu và thực hiện sớm. Chu Dương trịnh trọng cam kết. Vậy thì quá tốt rồi. Hiện tại khác trước đây rất nhiều. Lão nãi nãi nói, ám chỉ trước khi đất nước được thành lập. Chu Dương cảm thấy không chỉ so sánh theo thời gian mà cần so sánh với những nơi khác. Dọc so sánh cho thấy tiến bộ, nhưng ngang so sánh mới thấy được sự chênh lệch. Sau đó, Chu Dương cùng mọi người rời nhà lão nhân. Mọi người đều biết Chu Dương không vui tình huống thực tế khác xa so với báo cáo của xã bách lý chỉ một lát sau họ gặp lưu quốc hoa từ một con đường khác trở về lưu bí thư điều tra thế nào lão bách tính có tình hình gì chu dương nở nụ cười hỏi lão bách tính sinh hoạt kham khổ nhưng họ an cư lạc nghiệp rất cảm kích đảng và chính phủ đã cố gắng lưu quốc hoa trả lời chu dương gật đầu về ủy ban xã bách lý sau đó mọi người lên xe và quay về xã Bách Lý. Về đến xã Bách Lý Chính Phủ, Chu Dương mở hội nghị. Chu Dương ngồi tại chủ vị, nhìn Lưu Quốc Hoa đã không còn phấn khích. Lưu Bí Thư, đường sửa một nửa không sửa là sao, mà đường xi măng còn nát như bã đậu. Ngài không giải thích sao. Chu Dương trực tiếp bắt đầu chất vấn, không chút thách khí. Đúng lúc này, điện thoại Chu Dương vang lên, là tin nhắn của Mã Hồng Khôn, Phó huyện trưởng, Hy vọng hắn tha thứ một chút, dùng từ rất quyển chuyển. Rõ ràng, Lưu Quốc Hoa và Mã Hồng không có quan hệ tốt. Chu Dương chỉ trả lời, "Hiểu." Nhưng lời ngoài miệng, Chu Dương không giảm ngữ khí, "Nếu tài chính không đủ, sao đã sửa đường lại như bả đầu? Sửa một nửa không đủ tiền lại lừa dối, lãng phí tài chính quốc gia." Chu Dương chất vấn. Lưu Quốc Hoa không cách nào trả lời, "Công trình này do người thân của hắn thi công." có hành vi ăn bớt nguyên vật liệu, dẫn đến đường xi si măng nát bấy. Chuyện này không thể đào sâu, nếu không Lưu Quốc Hoa sẽ mất chức. Chu Dương tiếp tục, quân nhân xuất ngũ quả mận cường của Lý Đường Thôn 4 năm không nhận phụ cấp, tại sao không giúp ông ta nhận? Lưu Quốc Hoa lúng túng, ta không rõ lắm, có ai biết không? Lưu Quốc Hoa nhìn quanh, nhưng không ai dám tiếp lời. Được, lời của ta đã nói xong. Chu Dương đứng dậy rời đi, nhân viên công tác cũng cùng nhau rời đi. Lưu Quốc Hoa tưởng sẽ gặp bảo tố, nhưng không ngờ Chu phó huyện trưởng lại rời đi, trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Ông ta chỉ muốn an ổn về hưu, không muốn gặp rắc rối. Chu Dương không có ý định làm căng tại chỗ này, nhưng Lưu Quốc Hoa không thể tiếp tục ở vị trí này. Về huyện ủy, Chu Dương nói chuyện với Lý Thư Hàng về tình hình. Quá đáng, không coi nhân dân vào mắt, quên mình từng là nông dân, quên lão phụ thân mình là nông dân. Lý Thư Hàng cũng không chấp nhận được loại người này. Đúng vậy, loại người như vậy làm hỏng cả nồi cháo. Chu Dương phụ họa. Người này chắc chắn không thiếu tham ô, tham nhũng. Trước khi bí thư Chu Chính Quân rời đi, cần phải xử lý hắn triệt để. Lý Thư Hàng biết việc xử lý bí thư đảng ủy của một hương trấn không thể thiếu sự đồng ý của bí thư huyện ủy. Nhưng vị này hình như có mối quan hệ không tệ với Mã phó chủ tịch huyện." Chu Dương nói với Lý Thư Hàn. "Dù sao cũng liên quan đến một phó huyện trưởng, việc xử lý không thể sơ suất, ảnh hưởng cũng rất lớn." Nghe đến đây, Lý Thư Hàn có chút do dự. "Ngươi nghĩ Mã phó chủ tịch huyện có sạch sẽ không?" Lý Thư Hàn hỏi. "Mã Hồng không tuổi cũng không còn nhỏ, hiện giờ ngồi trên ghế phó huyện trưởng, bước tiếp theo có thể là lui về tuyến hai." là một lão đồng chí vẫn nên giữ chút mặt mũi cho ông ta mã phó chủ tịch huyện tuy phong bình tốt nhưng mối quan hệ tốt với lưu quốc hoa là vì lưu quốc hoa từng làm phó chủ nhiệm văn phòng dưới quyền ông ta tuy nhiên vấn đề chủ yếu của lưu quốc hoa xuất hiện sau khi ông ta làm bí thư đảng ủy xã bách lý không liên quan nhiều đến mã phó chủ tịch huyện nhưng chúng ta tốt nhất nên câu thông với mã phó chủ tịch huyện trước xem ý kiến của ông ta thế nào chu dương đề nghị nếu trực tiếp báo cáo với bí thư chu chính quân hoặc đưa ra tại hội nghị thường ủy, có thể lộ ra thiếu tôn trọng Mã Hồng Khôn. Cho nên, trước khi làm gì cũng nên thông báo với ông ta, để tránh bị hiểu lầm là nhằm vào Mã Hồng Khôn. Ừm, ta sẽ nói chuyện với ông ta. Dù sao cũng đã công tác cùng nhau nhiều năm, tin rằng ông ta sẽ hiểu. Lý Thư Hàng nói. Chu Dương cảm thấy Lý Thư Hàng nói chuyện trước là hợp lý, nên cũng không tham gia nhiều nếu cần điều tra, đó là việc của Ủy ban Kỷ luật. Rời khỏi văn phòng Lý Thư Hàng, Chu Dương cảm thấy quyền lực càng cao, quan hệ càng phức tạp. Mã Hồng không trước đây rất giúp đỡ Chu Dương trong công việc, giờ Chu Dương phải xử lý thuộc hạ cũ của ông ta, trông có vẻ bất nhân. Nhưng Lưu Quốc Hoa chắc chắn đã ăn chặn không ít, chỉ hy vọng Mã Hồng không có thể giữ vững ranh giới cuối cùng. Chu Dương chợt nhận ra, quyền lực của mình đã đủ để ảnh hưởng đến tiền đồ của một bí thư đảng ủy hương trấn quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Hơn 10 ngày sau, ba công ty chuẩn bị lên sàn giao dịch tại Thâm Quyến. Chu Dương cùng các lãnh đạo nghi thành, bao gồm bí thư huyện ủy Chu Chính Quân, đi đến Thâm Quyến để tham dự lễ gõ chuông. Gõ chuông diễn ra tại Thâm Quyến. Đặc khu này là một thành phố phó tỉnh cấp, cùng cấp với nghi thành, nhưng đặc khu và thành phố phó tỉnh cấp khác nhau. Đặc khu là kế hoạch thử nghiệm, trọng điểm kinh tế cải cách và mở cửa, không cần cân nhắc đến ảnh hưởng với các thành phố khác chỉ đơn thuần là thực hiện mục tiêu kinh tế đặc biệt còn nghi thành như các thành phố phó tỉnh cấp khác phải cân nhắc phát triển khu vực cân đối liên quan đến toàn tỉnh không phải độc lập như đặc khu từ khi cải cách mở cửa đặc khu phát triển mạnh mẽ trở thành tuyến đầu của kinh tế cải cách và mở cửa thu hút sự chú ý của cả nước cho nên kinh tế của nghi thành mặc dù phát triển nhanh nhưng vẫn kém hơn nhiều so với đặc khu do khởi đầu muộn hơn Lần này, đoàn đại biểu Nghi Thành do Chu Chính Quân dẫn đầu, đi bằng máy bay. Sau hơn 2 giờ bay, máy bay hạ cánh, lúc này đã là buổi chiều. Lễ gõ chung diễn ra vào buổi sáng ngày mai lúc 9 giờ rưỡi, trùng với thời gian mở cửa thị trường chứng khoán. Ra khỏi sân bay, nhìn thấy đặc khu đông đúc, Chu Dương cảm nhận rõ sự khác biệt. Đặc khu đúng là đặc khu. Chu Chính Quân cũng không khỏi thán phục. Xin hỏi, các vị là lãnh đạo đến từ Nghi Thành sao? một người trung niên mặc âu phục xuất hiện. Người này là chủ nhiệm văn phòng thâm quyến, chính sự cấp cán bộ. Dưới tình huống bình thường, chủ nhiệm văn phòng thường trú ủy ban tỉnh tại thâm quyến là phó sảnh hoặc chính sảnh cấp, tùy theo ủy ban tỉnh thiết lập. Chủ nhiệm văn phòng thường trú ủy ban thành phố thâm quyến là sự cấp, có thể là phó sử hoặc chính sự cấp, tùy theo ủy ban thành phố. Hiện nay, ủy ban thành phố nghi thành tại bốn thành phố cấp 1 đều có văn phòng, đều là chính sự cấp. Chu Bí Thư lâu lắm mới gặp lại ngài chủ nhiệm văn phòng thâm quyến văn sinh tiến lên chào đón ha ha chúng ta làm việc cùng nhau nhiều năm tại văn phòng ủy ban thành phố xem như bạn cũ chu chính quân nói văn sinh bị điều đến đặc khu so với trước đây làm chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô vẫn kém hơn không phải trung tâm quyền lực cũng xa trung ương nên không phải một vị trí tốt tuy nhiên ông ta trước đây chỉ là phó trưởng phòng thư ký giờ lên chính sử tính ra là thăng chức nhưng phải xa gia đình và quê hương ai nha là lão bằng hữu ngài cũng là lãnh đạo của ta lịch sử văn sinh cảm khái hai người tuổi không chênh nhau nhiều nhưng chu chính quân đã là chính sảnh còn ông ta vẫn là chính sử có lẽ sau nhiệm kỳ này ông ta sẽ thăng phó sảnh nhưng khoảng cách với chu chính quân sẽ không thu hẹp mà ngược lại càng xa chúng ta không cần khách sáo trở về trò chuyện chu chính quân nói đúng đúng ngài nhìn ta nhìn thấy lão lãnh đạo quên mất chính sự mời ngài đến nhà khách sử văn sinh đã chuẩn bị xe đưa đoàn đại biểu đến nhà khách đây là một chiếc cô sơ vừa đủ chứa cả đoàn đại biểu chu dương nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thấy đặc khu kiến thiết rất nhanh giao thông đông đúc hơn nghi thành nhiều đặc khu có ưu thế chính sách ngoại thương sản xuất và tài chính nhưng hiện tại đặc khu cũng đang đi vào con đường quanh co với nhiều công trường xây dựng bất động sản điều này cho thấy đặc khu vẫn đang đi theo con đường cũ ban đầu đặc khu là một thành phố sản xuất nhưng vì giá đất tăng nhanh thành phố không còn chỗ cho các xí nghiệp nghề chế tạo nhiều công xưởng di dời ra vùng ven và vào nội địa không ít công xưởng còn xuất ngoại nghi thành chỉ cần giữ vững nguyên tắc nghiêm ngặt về tài chính sẽ tránh được những vấn đề này chu dương nghĩ rằng nghi thành nên trở thành trung tâm giao thông sản xuất tài chính và khoa học giáo dục. Chỉ có trở thành những trung tâm này mới trở thành trung tâm kinh tế. Nhưng hiện nay, thị trường chứng khoán chỉ có ở Thượng Hải và Đặc khu, muốn trở thành trung tâm tài chính, nhất định phải có thị trường chứng khoán. Đến nhà khách, Chu Dương phát hiện quy cách tương tự như nhà khách tại thủ đô, đều là tiêu chuẩn 3 sao, rất thoải mái. Đoàn đại biểu Nghi Thành ngoài lễ gõ chung còn dự định khảo sát các nơi tại Đặc khu, cuối cùng lập báo cáo nhiệm vụ này chủ yếu do Chu Dương phụ trách. Chu Dương đến phòng nghỉ ngơi một hồi, sau đó nghe tiếng đập cửa. Đường Ninh, Phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, thông báo rằng tiệc tối sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ rưỡi tại tầng 2. Ba công ty đưa ra thị trường lần này mời họ ăn tối. Thông thường, họ sẽ dùng bữa tại nhà khách theo tiêu chuẩn cao nhất của nhà khách. Tại nhà khách, ảnh hưởng của bữa tiệc sẽ nhẹ hơn, Chu Chính Quân vẫn rất quan tâm đến hình ảnh của mình, Chu Dương cũng vậy. Hơn 6 giờ một chút, Chu Dương đi lên tầng 2, nơi đã được sắp xếp chỗ ngồi. Ngoài ba vị tổng giám đốc công ty, còn có Chu Chính Quân, Chu Dương và 6 người từ văn phòng huyện ủy, cùng ba trợ lý hoặc thư ký của các lãnh đạo. Chu Dương hiểu rằng mỗi bữa tiệc như vậy, các doanh nhân thường mang theo một người bạn gái hoặc bạn trai để tạo không khí và giao lưu. Chu Dương không thích kiểu tiếp đãi này, nhưng không thể làm gì khác nghi thành phát triển kinh tế không thể thiếu các doanh nhân này có lẽ trong mắt họ việc này là hợp ý với quan trường chu chủ tịch huyện liễu y y xuất hiện lần này liễu nguyên hóa chất cũng tham gia đưa ra thị trường ngày mai đối phương sẽ gõ chung bên cạnh còn thấy một nam thư ký hoặc trợ lý liễu tổng chúc mừng ngày mai xí nghiệp của ngài lên sàn ngài là nữ giám đốc đầu tiên của nghi thành có công ty đưa ra thị trường chu dương khen ngợi cũng nhờ có chu chủ tịch huyện và các quan chức tận tâm không thì chúng ta làm sao có ngày hôm nay liễu y y cười nói ha ha liễu tổng thật biết cách khen ngợi chu dương vẫn giữ một khoảng cách với doanh nhân không bao giờ để lộ cảm xúc thật sau đó các doanh nhân khác cũng lần lượt đến ai cũng muốn thân thiện với chu dương họ biết rằng chu chính quân bảo bọc chu dương trên cả có lãnh đạo cấp cao đang bảo vệ hắn nên họ muốn tạo quan hệ tốt với chu dương chu chính quân là người cuối cùng đến bữa tiệc bắt đầu hôm nay chỉ là một buổi tụ họp các doanh nhân chỉ muốn gần gũi hơn với lãnh đạo sau đó ai về nhà nấy sáng hôm sau chu dương cùng mọi người đến phòng ăn dùng bữa sáng chu chính quân cũng ở đó chu dương đem đồ ăn đến ngồi cùng bí thư ngài dậy sớm thật chu dương nói ha ha lớn tuổi rồi không ngủ được không như các ngươi còn trẻ nào ăn thêm một quả trứng gà chu chính quân đưa một quả trứng gà cho chu dương phó chủ nhiệm văn phòng đảng ủy nhìn cảnh này không khỏi cảm thán bí thư thật sự rất tốt với chu dương đừng nhìn chỉ là một quả trứng gà nhưng nếu mình ngồi đó bí thư chắc chắn không cho mình trứng gà ăn xong mọi người đi đến sở giao dịch chứng khoán đây là lần đầu chu dương đến sở giao dịch nhìn thấy màn hình lớn đầy số liệu hắn cảm thấy choáng ngợp nghi thức gõ chuông diễn ra ở khu vực chuyên dụng ba công ty nghi thành cùng gõ chuông nhiều đại diện công ty khác cũng đến tham dự nghi thức thương nhân có quan hệ rộng xuất hiện để lộ mặt cũng không mất gì nên nhân khí rất cao khi đồng hồ đến ngược đến chín giờ ba chu chính quân chu dương và ba vị tổng giám đốc cùng gõ chuông pháo hoa nổ tung sau nghi thức họ bắt đầu khảo sát đặc khu đầu tiên là thăm thị trưởng và bí thư thị ủy đặc khu đến ủy ban thành phố đặc khu, Chu Dương thấy tòa nhà lớn hơn hẳn nghi thành. Sau khi thăm hỏi lãnh đạo đặc khu, họ đi khảo sát, Chu Chính Quân lộ diện và chụp ảnh, Chu Dương thì hỏi thăm và ghi chép. Khảo sát là cơ hội để lãnh đạo tỏ vẻ, nhưng Chu Dương muốn học hỏi kinh nghiệm thực tế và chuyển hóa thành phương án công tác của mình. Khảo sát 2 ngày, đoàn Nghi Thành trở về. Sau khi về đến Nghi Thành, vẫn là buổi sáng, buổi chiều họ vẫn đi làm ngồi ở văn phòng chưa được 2 giờ đã tan tầm. Chu Dương cảm thấy mệt mỏi sau cả hành trình, về đến nhà, nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi, không ăn tối, ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Một ngày bận rộn lại bắt đầu. Vừa đến văn phòng, Đường Ninh thông báo 10 giờ họp. Đây không phải hội nghị thông lệ, Chu Dương đoán đã đến lúc Chu Chính Quân rời đi. Đến 10 giờ, các lãnh đạo hương trấn và khoa cục đều đến. Lần này tổ chức hội nghị cần chuẩn bị kỹ lưỡng, lãnh đạo chỉ cần ngồi và hưởng thụ. Chỉ chốc lát sau, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Vương Hoán Phát và trưởng ban tổ chức thị ủy Lưu Quang Vinh xuất hiện cùng một đoàn người, trong đó có hai người lớn tuổi, là Vương Hoa Thịnh và Phạm Quốc Binh. Chu Dương nhận ra hai người này, trong kiếp trước họ không đến Tử Vân huyện nhậm chức, điều này làm hắn bất an. Hai người này bị phát hiện tham ô vào năm 2004, nhưng hiện tại tổ chức không biết họ tham ô, mọi người ngồi nghiêm chỉnh, chờ tuyên bố bổ nhiệm nhân sự chu dương không muốn chia tay chu chính quân vì làm việc với chu chính quân thoải mái nhất đây là một vị lãnh đạo có tầm nhìn một điều hiếm thấy trong quan trường chư vị đồng chí ta là khuôn mặt cũ hôm nay đến tuyên bố quyết định của tỉnh ủy qua nghiên cứu tỉnh ủy quyết định miễn nhiệm chu chính quân khỏi chức vụ bí thư huyện ủy tử vân bí thư công ủy khu phát triển chủ nhiệm ban quản lý đồng thời bổ nhiệm vương hoa thịnh làm bí thư huyện ủy tử vân vương hoáng phát nói lưu quang vinh nói tiếp qua quyết định của ủy ban thành phố bổ nhiệm phạm quốc binh làm bí thư công ủy khu phát triển chủ nhiệm ban quản lý chu dương cảm thấy áp lực rất lớn hai người này là diễn viên gạo cội trong ngành tham ô mấy vị có cảm tưởng thì nói một chút đi vương hoáng phát nhìn vào bí thư huyện ủy mới nhậm chức vương hoa thịnh chủ nhiệm ban quản lý phạm quốc binh và thường ủy thị ủy chu chính quân không có gì bất ngờ chức vị thường ủy thị ủy của chu chính quân sẽ bị miễn trong hai ngày tới nhưng cuộc họp này sẽ không diễn ra tại huyện ủy mà là tại thị ủy nghi thành ta hoàn toàn phục tùng quyết định của tỉnh ủy và ủy ban thành phố ta rời đi cũng là để tử vân huyện cùng khu phát triển có khởi đầu mới tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của hai vị bí thư tử vân và khu phát triển kinh tế sẽ tiến lên bậc thang mới chu chính quân phát biểu ta rất cảm kích tỉnh ủy đã tín nhiệm ta khi nghe thông tin rằng ta sẽ được điều về tử vân ta đã mất ngủ cả đêm những năm qua mặc dù ta không trực tiếp tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế của tử vân nhưng tiến bộ của tử vân đã khiến ta rất hứng khởi dưới sự lãnh đạo của lão bí thư chúng ta đã đạt được những thành tựu bất hủ tương lai chúng ta sẽ đứng trên vai những người khổng lồ để tiến thêm một bước không phụ lòng lão bí thư cũng như tổ chức và nhân dân mong đợi vương hoa thịnh phát biểu xem như rất nể mặt chu chính quân tiếp theo là phạm quốc binh người được bổ nhiệm bởi ủy ban thành phố vì khu phát triển hiện nay thuộc sự quản lý của nghi thành thị điều này khác với vị trí bí thư huyện ủy hiện ta vô cùng cảm kích tổ chức đã tín nhiệm ta từ khi khu phát triển được thành lập ta đã luôn quan tâm dù trước đó không tham gia trực tiếp vào công việc của khu phát triển hiện giờ khi đến khu phát triển ta cảm thấy rất thân thiết tương lai chúng ta sẽ tiến thêm một bước trên nền móng vững chắc do lão bí thư để lại thu hoạch những trái ngọt đáp lại nỗ lực của lão bí thư không phụ lòng tổ chức và nhân dân mong đợi phạm quốc binh phát biểu một cách chính trực lời nói của hai người nghe rất hợp lý nhưng thật ra họ đều là những diễn viên gạo cội sống rất giản dị bề ngoài nhưng bị phát hiện tham nhũng hơn một ngàn vạn dù số tiền này không quá lớn nhưng nếu là hơn ức chắc chắn sẽ gặp rắc rối khi còn đương nhiệm chu dương nghĩ về bí thư huyện ủy vương hoa thịnh chủ nhiệm ban quản lý phạm quốc binh và phó bí thư huyện ủy vương lãng ba người này tụ lại khiến chu dương đau đầu chu chính quân rời đi tình thế chuyển biến đột ngột nếu ở lại huyện hắn sẽ khó tránh khỏi liên quan đến những việc bẩn thỉu của họ giờ khắc này chu dương rất muốn được điều động đến ban chấp hành phát triển kế hoạch tỉnh nhưng hắn biết thiếu kinh nghiệm làm việc ở huyện là bất lợi chỉ có thể chờ chu chính quân sớm trở về từ hoài quan thị. Rất tốt, hôm nay chúng ta hoàn thành công việc, tiếp theo là các ngươi. Đừng để tổ chức thất vọng. Vương trưởng ban yên tâm, vương hoa thịnh ta nhất định không lấy một kim một chỉ của dân, đặt quyền lợi chung lên hàng đầu, chuyên tâm sự nghiệp, để mạnh kinh tế dân sinh tử vân phát triển tốt và nhanh hơn. Đúng vậy, khu phát triển là quyết sách trọng yếu của Ủy ban tỉnh và chính quyền thị ủy ta nhất định làm tốt vai trò dẫn đầu phát triển kinh tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế của Nghi Thành. Hai người cam đoan chắc chắn khiến Chu Dương cười thầm. Sau đó là buổi gặp gỡ giữa các thành viên ba ngành khu phát triển và huyện ủy. Chu Dương không thể tránh khỏi việc phải tham gia, nhất là khi hắn không chỉ là phó huyện trưởng Tử Vân mà còn là phó chủ nhiệm khu phát triển. Hai vị này đều là lãnh đạo trực tiếp của hắn, không thể không coi trọng. Nhìn thấy hai gương mặt này, Chu Dương nhớ lại khi họ bị bắt, trải qua quá trình điều tra của tỉnh ủy và bị làm phim nội ban tuyên truyền so với vương trường công người cuối cùng đã thăng lên tỉnh bộ cấp trường hợp của họ tốt hơn một chút vương trường công cuối cùng cũng bị trung ương ban kỷ luật điều tra và làm phóng sự phản tham nhũng cấp bậc khác nhau đãi ngộ cũng khác biệt chu dương đầu tiên gặp riêng vương hoa thịnh ngươi là chu dương à ta đã nghe về ngươi từ khi ở thị khu nghe nói lão bí thư rất coi trọng ngươi Vương Hoa Thịnh nói, Chu Dương biết mình không được tin tưởng. Lão bí thư coi trọng tất cả các hậu bối. Nghe nói Vương bí thư cũng được Tây Hán đào tạo, hy vọng sau này có thể học hỏi nhiều từ ngài. Chu Dương cười, nhưng trong lòng thầm chửi rủa. Vương Hoa Thịnh trước khi làm bí thư huyện ủy Tử Vân không chỉ tham nhũng mà còn bao nuôi tình nhân. Tình nhân của hắn từ công chúa quán ăn đêm đến nữ doanh nhân, không cố định, tổng cộng hơn 50 người hắn phải ghi chép để nhớ lại những người này ha ha ngươi nói rất hợp ý ta yên tâm lão bí thư đi rồi ngươi cũng là nhân tố quan trọng của tử vân huyện kinh tế của huyện còn cần ngươi bày mưu tính kế vương hoa thịnh không ngu ngốc mặc dù không tin tưởng chu dương nhưng biết hắn làm việc tốt là một công cụ hữu ích bí thư yên tâm dưới sự lãnh đạo anh minh của ngài ta nhất định sẽ thực hiện tốt chức trách của mình chu dương đáp ta không chiếm dụng thời gian của ngươi nữa ngươi cũng nên gặp phạm chủ nhiệm đi vương hoa thịnh đuổi khéo tốt vậy ta không quấy rầy bí thư làm việc nữa nói xong chu dương rời đi và đến văn phòng phạm quốc binh ngươi đã gặp vương bí thư chưa chu dương vừa bước vào văn phòng phạm quốc binh liền hỏi chu dương hiểu họ không hợp nhau chờ một chút ta sẽ gặp vương bí thư chu dương nói dối dù biết Phạm Quốc Binh sẽ nhận ra, nhưng không muốn mất mặt. Ừm, khu phát triển là do ngươi thúc đẩy. Tương lai mong ngươi giữ vững quy tắc và nhiệt huyết như trước đây. Phạm Quốc Binh nói. Chủ nhiệm yên tâm, ta sẽ học tập phong cách làm việc của ngài, chân thành làm việc, để mạnh phát triển kinh tế khu phát triển. Chu Dương biết Phạm Quốc Binh diễn tốt hơn cả Vương Hoa Thịnh. Hắn không ngồi xe công mà đạp xe hoặc dùng giao thông công cộng, sau nhiều năm mới mua một chiếc xe cũ, nhìn rất liêm khiết nhưng thực ra hắn tham ô nhiều hơn chỉ thích cất giữ tiền sống khổ hạnh và chỉ bị xét xử sau khi nghỉ hưu vài năm đó là một lão hồ ly thực sự ừm không sai ta rất yêu thích người thành thật vì người thành thật làm việc chững chạc làm tốt vào khu phát triển có chỗ cho ngươi vùng vẫy phạm quốc binh hài lòng gật đầu chu dương ra khỏi văn phòng phạm quốc binh thở ra một hơi dài xem ra kỹ năng diễn xuất của mình còn cần tiếp tục cải thiện hắn biết buổi gặp mặt hôm nay chỉ có thể nói là để hai vị lãnh đạo không ghét mình quá mức nhưng đoán chừng cũng không quá trọng dụng mình hai vị này hiện nay là người của bí thư thị ủy tiêu long uy nhưng tiêu long uy đưa họ đến cũng ít nhiều có chút vội vàng mục đích thực sự là ngăn cản tất thanh thiên nhúng tay vào hai vị trí hạch tâm này điện thoại của chu dương vang lên là chu chính quân gửi tin nhắn nói buổi tối đi giang nam tiểu viện đừng reo rao Chu Dương biết Chu Chính Quân Đại Khái đã xử lý xong các công việc khác, hôm nay có thời gian gặp gỡ mọi người. Hắn đoán chắc tham dự sẽ có Chủ tịch Huyện Lý Thư Hãn, Tôn Kiến Quốc và Trương Quân. Những người này từ văn phòng Ủy ban Thành phố xuống là tâm phúc thực sự của Chu Chính Quân. Mã Hồng Khôn và những người khác chỉ có thể nói là nhân viên bên ngoài, không vào được hạch tâm của họ. Mặt khác, Vương Trường Công cũng nằm trong danh sách mời vương trường công tiến vào hạch tâm cũng là nhờ chu dương vận hành cộng thêm bản thân vương trường công cũng tốt nghiệp danh giáo hoàn toàn có tư cách tiến vào vòng tròn của họ cuối cùng cũng đến giờ tan tầm chu dương cùng mọi người hướng về giang nam tiểu viện chu dương tiện đường ghé hồng đỉnh trấn để đón vương trường công cùng trương quân và vương trường công đi cùng sắp xếp mọi thứ xong một lát sau chu chính quân cũng đến bao sương trương quân đóng cửa lại mọi người lập tức ngồi vào vị trí ngày mai ta sẽ phải đi hoài quan chu chính quân nói mọi người nghe xong cũng rất không muốn không biết chuyến đi này sẽ kéo dài bao lâu hiện tại ta đã bị miễn chức ủy viên thường ủy thị ủy nghi thành trong tỉnh bổ nhiệm ta làm bí thư hoài quan thị ủy lệnh đã xuống ít nhất sẽ ở hoài quan thị hơn một năm vì vậy mong các ngươi thời gian này làm người khiêm tốn làm việc tốt nhất đạt tiểu thành tích đại thành tích không cần có vì hai người này theo ta hiểu không quá thích người nhảy vọt. Chu Chính Quân giải thích, mọi người hiểu rõ, chỉ là cảm thấy khó chịu khi thấy hai người này được an bài vào các vị trí trọng yếu, nhưng không thể phủ định quyết định của lãnh đạo tỉnh thị. Bí thư, vì sao còn muốn để hai người này vào vị trí trọng yếu? Tôn Kiến Quốc Hiếu Kỳ, dù biết quyết định không thể thay đổi, nhưng vẫn muốn biết lý do. Chu Chính Quân mặt không cảm xúc, thành tích của Vương bí thư và Phạm chủ nhiệm cũng không tệ quyết định của lãnh đạo tỉnh thị có lý do riêng. Mọi người nghe xong, cũng không hỏi thêm, chỉ hàn huyên một chút những chuyện khác. Mọi người không quá ép buộc Chu Chính Quân uống rượu, vì ngày mai hắn sẽ phải đi hoài quan, uống say không tốt. Đến 9 giờ tối, mọi người lần lượt ra về. Bên ngoài tiểu khu, Chu Dương, Chu Chính Quân, Vương Trường Công và Trương Quân đi dạo. Bốn người đều ở tiểu khu phụ cận, chỉ có Tôn Kiến Quốc và Lý Thư Hàng ở xa trường công trương quân các ngươi sau này nên học tập chu dương nhiều hơn tình hình hiện tại phức tạp mọi người phải bảo vệ tốt chính mình chu chính quân nhắc nhở chúng ta hiểu rõ trương quân đáp vương trường công cũng gật đầu tình hình hiện tại rất phức tạp hôm nay trong bữa nhậu bí thư rõ ràng nói hai lãnh đạo mới đến khác còn có tất phó thị trưởng và tử vân huyện phó bí thư vương lãng tình hình tử vân huyện hiện nay rất phức tạp một sơ sẩy có thể khiến chính mình rơi vào vòng xoáy. Đến 10 giờ tối, mọi người mới riêng phần mình về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Dương đi huyện thành làm việc như bình thường. Đến đơn vị, liền được thông báo dự thính cuộc họp thường ủy huyện ủy. Chu Dương không biết sẽ thảo luận vấn đề gì, nếu Chu Chính Quân còn ở đây, hắn có thể đoán được. Nhưng giờ đây, không biết chủ đề cuộc họp sẽ là gì. Khi vào phòng họp, Chu Dương tìm chỗ ngồi lúc này mã hồng khôn cũng đến mã chủ tịch huyện biết hôm nay thảo luận nội dung gì không chu dương hỏi ta cũng không rõ mã hồng khôn lắc đầu không nói gì thêm chu dương biết vị này đang không bằng lòng với mình trước đây sau khi mình mâu thuẫn với bí thư xã bách lý lưu quốc hoa mã hồng khôn đã không còn nhiệt tình như trước giờ khi chu bí thư vừa đi thái độ càng rõ ràng hơn dù sao mã hồng khôn đã lớn tuổi hiện tại các vị trí trọng yếu đã bị người khác chiếm tâm trạng của hắn chắc chắn không tốt nếu chỉ nhìn vào tư lịch mã hồng khôn có tư cách làm phó bí thư tử vân huyện ủy nhưng vì không có người ủng hộ tuổi tác cũng lớn nên không có cơ hội đến lượt hắn chu dương không gấp chậm rãi chờ đầu tiên là phó huyện trưởng sau đó là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy chủ nhiệm văn phòng huyện ủy cũng là thường ủy huyện ủy lớn tuổi khi chu chính quân chưa làm bí thư huyện ủy vị này đã là thường ủy huyện ủy tồn tại không quá nổi bật đây cũng là lý do hắn giữ vững vị trí này lâu năm nhưng do không có người ủng hộ cũng không có thành tích công việc nên không tiến thêm một bước tiếp theo là các thường ủy khác trước đây phó trưởng ban tổ chức nghiêm hoa đã được thăng chức khi chu chính quân rời đi trở thành thường ủy huyện ủy là người của chu chính quân nhưng không ở hạch tâm mặt khác phó bí thư ban kỷ luật thanh tra cũng được thăng chức hiện là thường ủy huyện ủy hiện nay trong chính thường ủy có ba người thuộc phe chu chính quân bốn người còn lại là trung lập phó bí thư huyện ủy vương lãng là người của phó thị trưởng tất thanh thiên dù chỉ là một vị trí nhưng tại huyện ủy không ai dám nắc tội lúc này chu dương nhận được điện thoại từ phó chủ nhiệm đảng khu phát triển tưởng mẫn thông báo đi dự họp khu phát triển chu dương nghe xong trực tiếp cảm thấy căng thẳng, họp lúc mấy giờ? 10 giờ sáng. Chu Dương xem thời gian, hiện tại là 9 giờ sáng, cuộc họp thường ủy dự tính kéo dài đến 10 giờ rưỡi, hắn không thể kịp họp khu phát triển. Tốt, ta sẽ nhanh chóng đến. Chu Dương biết, dù tìm bất kỳ lý do gì cũng không thể thoái thác, nên chỉ có thể trấn an bên kia trước tham gia cuộc họp huyện ủy. Chu Dương thậm chí hoài nghi, liệu chủ nhiệm khu phát triển và bí thư huyện ủy có cố ý nhắm vào mình, Hiện tại hai cấp trên trực tiếp của mình đều không thoải mái. Giờ khắc này, Chu Dương hối hận không để Chu Chính Quân trước khi đi, giúp mình rời khỏi chức vụ khu phát triển hoặc phó huyện trưởng. Nhưng nếu làm vậy, quyền lực trong tay mình cũng sẽ giảm bớt. Nhìn cuộc họp thường ủy huyện ủy sắp bắt đầu, Chu Dương chỉ có thể ổn định cảm xúc, suy nghĩ đối sách. Lúc này, bí thư huyện ủy Vương Hoa Thịnh lên tiếng, "Hôm nay là cuộc họp đầu tiên của ta tại Tử Vân, mời mọi người tham gia." cũng có vài vấn đề quan trọng muốn thảo luận. Chủ yếu hôm nay là liên quan đến một số công việc bố trí nhân sự và một số hạng mục lớn cần thảo luận. Việc đầu tiên là liên quan đến việc Cục trưởng Cục Tài chính huyện sắp về hưu, chúng ta cần cân nhắc một người trẻ tuổi và khỏe mạnh kế nhiệm. Đồng chí Vương Đào, Phó Cục trưởng Cục Tài chính, được đề xuất. Mọi người có ý kiến gì không? Vương Hoa Thịnh nói xong, lẽ ra Lý Thư Hàng sẽ phát biểu ý kiến, nhưng Phó Bí Thư Vương Lãng đã nhanh chóng lên tiếng trước, Đồng chí Vương Đào đã trải qua thử thách, có tố dưỡng chuyên nghiệp mạnh mẽ và có công trạng rõ rệt, là một đồng chí đáng trọng dụng. Chu Dương biết Vương Đào, người này bình thường cũng có tiếp xúc, làm phó chủ nhiệm khoa viên 3 năm. Nhưng người này mới vừa lên làm phó cục trưởng cục tài chính năm ngoái, tại vị trí này chưa có thành tích gì, giờ lại được đề cử lên làm cục trưởng, mà dường như Lý Thư Hàng còn chưa đồng ý, Lý Thư Hàng sắc mặt không dễ nhìn. Là chủ tịch huyện cục tài chính là một bộ phận chính phủ quan trọng của hắn dù các nhân sự trọng yếu thuộc phạm trù thảo luận của thường ủy huyện ủy nhưng cũng cần hỏi ý kiến của hắn trước chu dương cũng chú ý thấy việc bố trí nhân sự mới của cục tài chính dường như không có sự trao đổi trước với lý thư hàn đồng chí vương đào quả thật không tệ nội bộ cục tài chính có quan điểm gì không lý thư hàn biểu đạt ý kiến khác biệt không nghi ngờ gì nội bộ cục tài chính chắc chắn không hài lòng Chu Dương nhìn cục trưởng cục tài chính, mặt không hề cảm xúc, người này cũng là phó huyện trưởng, nhưng lớn tuổi, hiển nhiên lười quan tâm ai sẽ kế nhiệm vị trí của mình. Lý cục trưởng, ý kiến của ngài là gì? Bí thư huyện ủy Vương Hoa Thịnh hỏi. Nghe theo tổ chức an bài. Lý cục trưởng trả lời đơn giản, với hắn, ai làm cục trưởng không quan trọng. Hiện tại hắn chỉ quan tâm liệu mình có thể thăng chức tại hàng 2, giải quyết vấn đề đãi ngộ phó xử không tinh thần của lý cục trưởng thật đáng khen ngợi tin rằng tân cục trưởng cũng vậy khi dẫn dắt đội ngũ vương hoa thịnh hài lòng với câu trả lời của lý cục trưởng lập tức nói chúng ta bỏ phiếu nhé hiện tại trong thường ủy huyện ủy ngoài vương hoa thịnh vương lãng và lý thư hàn còn có trưởng ban tổ chức nghiêm hoa bí thư kỷ ủy trưởng ban mặt trận tổ quốc trưởng ban tuyên truyền chủ nhiệm văn phòng huyện ủy và bí thư ủy ban chính pháp ngoài bí thư huyện ủy có quyền phủ quyết nhân sự bí thư kỷ ủy cũng có quyền phủ quyết, nhưng thường sẽ không sử dụng trừ khi có vấn đề kỷ luật nghiêm trọng. Vì vậy, quyền phủ quyết thực sự vẫn thuộc về bí thư huyện ủy. Vương Hoa Thịnh nói xong, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy giơ tay, trưởng ban mặt trận tổ quốc, trưởng ban tuyên truyền và chính pháp ủy bí thư cũng giơ tay theo. Những người này đều thuộc lãnh đạo trực tiếp của huyện ủy, không chút do dự giơ tay. Họ giơ tay, Lý Thư Hàng cảm thấy áp lực rất lớn. Vương Đào mặc dù đảm nhiệm phó cục trưởng thời gian ngắn, nhưng đã làm phó chủ nhiệm khoa viên đủ lâu, dù khó mà phục chúng, nhưng cũng cơ bản thỏa mãn điều kiện thăng chức. Bí thư kỷ ủy áp lực lớn nhất, vì biết làm vậy khó mà phục chúng, nhưng không có thông tin xác thực về vấn đề kỷ luật, nên đành dơ tay. Trưởng ban tổ chức cũng cảm nhận áp lực, dù là người của Chu Chính Quân, nhưng trực tiếp cấp trên hiện tại là Vương Hoa Thịnh. Lúc này, Phó Bí Thư Vương lãng dơ tay, cuối cùng nghiêm hoa cũng phải giơ tay đồng ý sau khi nghiêm hoa giơ tay bí thư huyện ủy vương hoa thịnh cũng giơ tay cuối cùng chỉ còn lại chủ tịch huyện lý thư Hàng, giờ đây cảm giác như mình ăn phải thứ gì rất khó chịu chỉ có thể giơ tay theo rõ ràng vương hoa thịnh và vương lãng đã thương lượng trước mới đưa ra tại cuộc họp thường mỹ tránh cho lý thư Hàng có ý kiến khác thật ra không chỉ lý thư Hàng cảm thấy khó chịu chu dương cũng vậy tốt bây giờ thảo luận vấn đề thứ hai liên quan đến đầu tư xây dựng trạm vận tải khách mới. Tổng đầu tư là 300 vạn nhân dân tệ, mục đích là cải thiện tình hình giao thông huyện ta. Đây là một dự án có lợi cho người dân, cần mọi người phát biểu ý kiến, có ai có ý kiến gì không? Bí thư huyện ủy Vương Hoa Thịnh nói xong, mọi người bắt đầu bỏ phiếu, đề nghị này tự nhiên không ai từ chối, thuận lợi thông qua. Tiếp theo, các sự kiện trọng yếu khác cũng thuận lợi thông qua, điều này tạo ra cảm giác tân nhiệm bí thư huyện ủy rất có uy tín trên thực tế ngoại trừ việc bố trí nhân sự đầu tiên có tì vết các sự kiện khác không ai có lý do từ chối điều này cho thấy vương hoa thịnh không đơn giản tốt tiếp theo là thảo luận về sinh hoạt dân chủ các vị thường ủy phát biểu quan điểm về công việc sau này ai muốn phát biểu trước vương hoa thịnh tỏ ra rất dân chủ nhìn mọi người nhưng không ai lên tiếng trước lúc này bí thư huyện ủy nhìn hướng chu dương chu phó huyện trưởng Ngài là phó huyện trưởng trẻ tuổi nhất của chúng ta, ta muốn nghe một chút về kế hoạch và quan điểm công việc của ngài. Chu Dương nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ 45 phút, cuộc họp khu phát triển sắp bắt đầu. Chu Dương nhanh trí, nói, công ty thực phẩm Hồng Đỉnh Trấn muốn lên sàn chứng khoán, không có gì bất ngờ sẽ gõ chung vào ngày 20 tháng sau. Ta muốn mời một lãnh đạo quan trọng tham dự lễ gõ chung, đồng thời đề nghị bộ phận tuyên truyền đến để quảng bá. Vì vậy, ta muốn đề xuất Vương bí thư tham dự không biết tháng sau ngày có thời gian không nghe đến việc gõ chung lễ ra mắt công ty đây là cơ hội tốt để nổi bật vương hoa thịnh lập tức cảm thấy chu dương rất không tệ chuyện này nếu thông báo trước cho hắn sẽ tạo cảm giác rằng công ty này do hắn lãnh đạo lên sàn chuyện này rất trọng yếu thường vụ phó thị trưởng tất thanh thiên cũng rất coi trọng để lãnh đạo thành phố ra mặt cũng thích hợp hơn lần trước lễ gõ chung có lãnh đạo thành phố chu bí thư tham dự lần này cũng rất quan trọng ta đề nghị tất thị trưởng tới tham dự lễ gõ chuông vương lãng cũng không bỏ qua cơ hội này để lãnh đạo nổi bật nên lập tức nói lúc này vương hoa thịnh sắc mặt liền khó coi dù đã thỏa thuận về các sự kiện lớn nhưng chuyện này hoàn toàn ngoài dự kiến cũng không tốt để từ chối đề nghị của vương lãng tại cuộc họp nếu không sẽ mâu thuẫn với phó thị trưởng điều này hắn không muốn vấn đề này rất trọng yếu chúng ta sẽ thảo luận sau hội nghị hôm nay kết thúc Vương Hoa Thịnh nói xong, liền rời chỗ, vấn đề lễ gõ chung không có kết quả. Chu Dương nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 9 giờ 50 phút, lập tức đi đến phòng học khu phát triển. Hiện tại họ vẫn làm việc tại một chỗ, nên trước khi học cần đến phòng học. Lúc này, chủ nhiệm ban quản lý Phạm Quốc Binh cũng tiến vào, nhìn thoáng qua Chu Dương, có chút ngạc nhiên. Chu Dương thở ra một mụn khí, ổn định tâm thần. Hắn luôn kiên trì một điều, đó là giải quyết vấn đề không phải lúc nào cũng cần đối mặt trực diện giống như việc giải quyết chuyện của bí thư đảng ủy hồng đỉnh trấn trần kiến quân ngoài ra giải quyết vấn đề không phải là trốn tránh mà là làm mờ mắt mọi người rất nhiều cán bộ lãnh đạo không hiểu điểm này dẫn đến nhiều lần gặp trở ngại trong công việc Tiếp trước hắn lĩnh ngộ điều này quá muộn khi nhận ra thì tuổi đã lớn tốt hôm nay chúng ta thảo luận vấn đề bố trí nhân sự của khu phát triển phạm quốc binh nói chu dương không ngạc nhiên lãnh đạo mới đến chắc chắn muốn bố trí một số nhân sự chỉ là không biết sẽ bố trí ai vào tình huống của khu phát triển khác với ủy ban huyện tử vân ủy ban huyện cần thông qua thường ủy hội để quyết định trong khi khu phát triển do chủ nhiệm ban quản lý tự quyết ta cảm thấy đồng chí hồng kim có kinh nghiệm phong phú trước đây công tác nhiều năm tại cục tài chính huyện trường thanh hiện nay là cấp phó chủ nhiệm khoa viên đề nghị đồng chí hồng kim đảm nhiệm cục trưởng cục tài chính khu phát triển Đồng chí Lưu Hồng đảm nhiệm trợ lý của ta, thế nào? Phạm Quốc Binh vừa nói xong, sắc mặt Lưu Hồng, Cục trưởng Cục Tài chính Khu Phát triển, ngay lập tức không dễ nhìn, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ nói, ta hoàn toàn nghe theo tổ chức an bài. Chu Dương cảm thấy Lưu Hồng bị thiệt thòi, nếu Lưu Hồng là người của Phạm Quốc Binh, thì chức trợ lý là một chức thực, quyền lực không nhỏ. Nếu không phải người của Phạm Quốc Binh, thì đó chỉ là hư chức. Chức vụ trợ lý có thực có hư, hoàn toàn phụ thuộc vào ý tứ của lãnh đạo dù thế nào cục trưởng cục tài chính vẫn là một chức thực không quản là bí thư huyện ủy vương hoa thịnh hay chủ nhiệm ban quản lý khu phát triển phạm quốc binh việc đầu tiên họ làm khi đến là nắm lấy túi tiền điều này hoàn toàn có thể lý giải trước hết họ đến làm bí thư huyện ủy đã nắm quyền nhân sự sau đó nắm quyền tài chính để ổn định vị trí chỉ có điều lưu hồng thành vật hy sinh hiện nay trong chức vụ của ban quản lý không có chức vụ trợ lý chủ nhiệm nếu muốn có cần thông qua tổ chức đồng thời phải báo cáo lên thị ủy để lập hồ sơ nếu phía trên không đồng ý thì lưu hồng chỉ là một chủ nhiệm khoa viên vấn đề lớn nhất của lưu hồng là không có bối cảnh vững chắc trước đây bị đưa đến làm cục trưởng cục tài chính cũng vì vậy hiện tại chủ nhiệm mới cũng không dùng cứ như vậy bị vứt bỏ không ít người cảm nhận được một cổ ý lạnh. May mắn là Chu Dương là phó chủ nhiệm khu phát triển, là chức vụ phó sự cấp. Nếu muốn miễn chức hắn phải thông qua hội nghị thường ủy thị ủy quyết nghị. Nhưng chỉ cần đến hội nghị thường ủy thị ủy, chắc chắn sẽ không bị miễn chức. Bao gồm cả chức vụ phó huyện trưởng cũng vậy. Do đó, dù hai vị lãnh đạo này không thích hắn, cũng chỉ có thể làm hắn khó chịu, không còn cách nào khác. Vì lý do dân chủ, các vị ủy viên giơ tay biểu quyết nói xong phạm quốc binh dẫn đầu giơ tay sau đó mọi người bắt đầu giơ tay theo chu dương trong lòng rất không vui dù hắn không phải cục trưởng cục tài chính khu phát triển nhưng hắn quản lý công việc liên quan có thể nói lưu hồng là cấp dưới trực tiếp của hắn phạm quốc binh vừa đến đã chặt đứt phụ tá đắc lực của hắn khiến chu dương mất đi ảnh hưởng quyền lực tài chính điều này thực sự là chống lại chu dương lưu hồng nhìn chu dương nhưng chu dương không thể làm gì chỉ có thể giơ tay đồng ý cuối cùng chức vụ của lưu hồng trở thành cái gọi là trợ lý chủ nhiệm ban quản lý tốt tiếp theo chúng ta thảo luận vấn đề quy hoạch khu phát triển tiếp theo phạm quốc binh không tiếp tục làm rối nhân sự nữa dù sao vừa mới lên đã thay đổi nhiều nhân viên sẽ không tốt cần có một quá trình giảm sốc chỉ là phạm quốc binh đã điều chỉnh đại phương hướng quy hoạch khu phát triển có thể nói khác hoàn toàn với kế hoạch của chu dương Chu Dương tính toán xây dựng cơ sở công nghiệp, tăng thêm nghề chế tạo cao cấp và một số nghề chế tạo cấp thấp cùng với dịch vụ tài chính. Phạm Quốc Binh lại cho rằng những ngành này quá thấp kém, muốn làm năng lượng mặt trời và năng lượng hạt nhân. Điều này cũng nằm trong kế hoạch của Chu Dương, nhưng Phạm Quốc Binh muốn xây dựng đặc khu, phát triển khu năng lượng mới, dùng toàn bộ chính sách tài chính vào loại hình này, bỏ qua các ngành khác. Kế hoạch này rất táo bạo, nhưng không thích hợp vào thời điểm này. Đầu tiên, năng lượng mặt trời sẽ bảo hòa quá thừa trong vài năm tới. Làm điện hạt nhân không dễ được dân chúng địa phương chấp nhận, nên làm ở nơi xa xôi, vì loại năng lượng này nguy hiểm. Chu Dương hiểu, Phạm Quốc Binh muốn tạo thành tích của riêng mình. Nếu theo kế hoạch của Chu Dương, thành tích sẽ thuộc về Chu Dương và Chu Chính Quân, không liên quan đến Phạm Quốc Binh. Quả nhiên, tư dục của một người là vô hạn. Nếu làm thành công, tất nhiên sẽ chấn động cả nước, nhưng Chu Dương không tin hiện tại có thể thực hiện. Suy nghĩ là tốt, nhưng khả năng thực hiện rất nhỏ. Mặc dù mọi người đồng ý với đề nghị của Phạm Quốc Binh, nhưng quyết định này cần sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh thị. Chu Dương cho rằng thay đổi lộ trình đột ngột thế này, khó có thể được lãnh đạo cấp trên chấp nhận. Cuộc họp khu phát triển kéo dài từ 10 giờ đến 10 giờ rưỡi. Phạm Quốc Binh cho mọi người nhiều hứa hẹn. Những ngày tiếp theo, Chu Dương đi làm bình thường, không cố gắng tỏ ra quá chăm chỉ. Mười ngày sau, danh sách người tham gia lễ gõ chung ra mắt công ty đã kết thúc. Thị trưởng Vương Văn Đào dẫn đầu danh sách, nhưng không có tên Chu Dương. Hắn là người đề xuất công ty thực phẩm Hồng Đỉnh Trấn, nhưng thời khắc huy hoàng lại không có hắn. Hắn cũng không tìm thị trưởng Vương Văn Đào nói chuyện này, dù thị trưởng Vương Văn Đào để hắn tham gia thì sao, chỉ là một hư danh, còn đắc tội bí thư huyện ủy Vương Hoa Thịnh. Lúc này hắn càng phải kiêm tốn Hắn biết mình sẽ không ở lâu dưới trướng của hai vị tham quan này Hắn phải tìm cách xử lý họ Nhưng không thể động thủ ngay bây giờ Hai người này do thị ủy an bài đến Nếu muốn xử lý Cũng phải phối hợp với chiến lược của bí thư thị ủy Tiêu Long Uy Chờ khi Tiêu Long Uy thực hiện mục đích chiến lược Hắn mới hành động Nếu không Nếu hai người này bị hạ trước thường vụ phó thị trưởng Tất Thanh Thiên sẽ cướp hai vị trí hạch tâm. Nếu xảy ra việc này, thiện cảm của Tiêu Long Uy đối với hắn sẽ giảm xuống mức đóng băng. Chờ một chút đã. Chu Dương tự khuyên nhủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến tháng 6, mùa thi đại học đến. Em trai Chu Đào cũng đến thời khắc quan trọng nhất trong đời, Chu Dương toàn tâm tập trung vào kỳ thi của em trai. Đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học vài ngày, đệ đệ chu đào rõ ràng cảm thấy lo lắng và sao động hơn trước điều này hoàn toàn có thể hiểu được vì chu đào học rất giỏi áp lực thi cử là điều không thể tránh khỏi mặc dù trường học không ép buộc học sinh phải đến sớm hoặc học thêm nhưng đệ đệ chu đào vẫn mất ngủ cả đêm công việc rất quan trọng nhưng vì đệ đệ chu dương đã xin phép nghỉ ốm một ngày dù sao cũng là phó huyện trưởng xin nghỉ lãnh đạo không thể không cho phép đi Hôm nay không đọc sách nữa, hắn dẫn em trai ra ngoài một chút. Chu Dương kéo Chu Đào ra khỏi bàn học. Đề còn chưa làm xong mà. Làm gì có đề, hôm nay chơi một ngày, mọi thứ khác không cần lo. Chu Dương cứng rắn kéo Chu Đào xuống nhà, lái xe đưa hắn đi tham quan cảnh điểm gần đó, tiện thể dẫn hắn ăn một chút đồ, buổi chiều lại đi leo núi. Cả ngày, Chu Đào mệt mỏi hết sức, ăn tối xong, chưa đến 8 giờ đã lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau 7 giờ, Chu Đào tỉnh dậy, ngủ đủ 11 giờ, tinh thần phấn chấn. Sau đó ăn sáng, Chu Dương đích thân đưa đi trường thi. Ngày hôm sau, sau khi kết thúc kỳ thi cuối cùng, Chu Đào ngồi sụp tại cửa trường học. Lên xe. "Ca, nếu ta thi không đậu thì sao?" Chu Đào nhìn Chu Dương. "Thi không đậu thì cũng không sao, tối nay chúng ta vẫn nhậu nhẹt." Chu Dương đã chuẩn bị tiệc tại nhà nhạc phụ nhạc mẫu để chu đào thư giãn. Thực tế, đệ đệ chu đào đã cố gắng rất nhiều trong những năm qua, hơn cả chu giao, vì nền tảng của hắn không tốt như chu giao, phần lớn thời gian đều cố gắng đuổi theo. Có thể uống rượu chứ? Đương nhiên, cha nuôi sẽ cho ngươi uống rượu trắng tối nay. Tốt. Chu Dương không muốn nói về chủ đề thi không đậu, kỳ thật hắn biết đệ đệ không lo lắng về việc thi không đậu, mà lo lắng không đạt được mục tiêu trường học của mình chỉ cần đệ đệ đạt điểm đủ vào một trường đại học chính quy cũng không tệ rồi tương lai chắc chắn sẽ không kém họ trở về nhà nhạc phụ nhạc mẫu đã sớm trở về đặc biệt để gặp chu đào có sao nói vậy kiếp trước chu đào và nhạc phụ nhạc mẫu không quá thân thiết vì không sống chung một chỗ kiếp này mọi người sống gần nhau nên chu đào lại giống như con trai hơn con ngoan tối nay phải bù đắp ba năm thiếu rượu nhạc phụ vỗ vai chu đào vì vỗ đầu không còn đủ sức nữa. Cha, tối nay ai ngã xuống trước không phải là nam nhân. Chu Đào vén tay áo lên. Chu Dương nhìn cảnh này mà không biết nói gì, lần đầu tiên đến nhà nhạc phụ, ông ấy không nói với mình một câu, nhưng với Chu Đào thì như thân thiết như con ruột. Cuối tuần kết thúc, Chu Dương bắt đầu đi làm bình thường. Đến đơn vị liền học, hiện tại bí thư huyện ủy Vương Hoa Thịnh và chủ nhiệm ban quản lý khu phát triển không còn mở hội cùng lúc vì nhiều người tại ủy ban huyện cũng kiêm chức khu phát triển luôn như thế làm mọi người có ý kiến hơn nữa đơn vị khu phát triển sẽ chuyển tới khu khai phá vào cuối tháng nhiều người phải chạy hai đầu lãnh đạo cần cân đối tốt dù sao khu phát triển và tử vân huyện vốn là một thể nếu có vấn đề trong phối hợp thiệt hại vẫn là hai lãnh đạo chu dương gần đây cũng rất cẩn thận không muốn nổi bật vì chu chính quân đã nói hai lãnh đạo mới không thích người quá nổi bật cho nên, Chu Dương tiếp tục âm thầm tích lũy, cuối tuần không làm thêm giờ, tiến độ công việc phải khớp với hai lãnh đạo. Đồng thời, Chu Dương dự định học tiếp lên tiến sĩ, người hướng dẫn vẫn là lão sư Tống Thế Quân, người đã hướng dẫn hắn trong thạc sĩ. Lão sư đã không còn đảm nhiệm chức vụ tại trường, nhưng vẫn là giáo sư tại Đại học Giang Bắc. Điều này thuận tiện cho Chu Dương tiếp tục học tiến sĩ. Hắn đã nghỉ một năm, nếu không phải công việc quá bận, hắn đã có thể học tiến sĩ ngay sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Dù bận rộn trước đó, nhưng hiện tại và vài năm tới sẽ ổn định hơn, thời gian này học tiến sĩ là hợp lý. Hy vọng khi hoàn thành tiến sĩ, Chu Chính Quân cũng có thể trở lại nghi thành. Rất nhanh, đến ngày 23 tháng 6, ngày có kết quả thi đại học. Chu Dương đã chuẩn bị máy tính ở nhà, hiện tại có thể tra cứu điểm thi trên mạng. 9 giờ sáng, đăng nhập vào trang web, Chu đào tay run rẩy sợ gì chứ chu dương đoạt lấy chuột trực tiếp bấm vào chu đào quay đầu không dám nhìn bao nhiêu điểm chu đào hỏi a à, bao nhiêu điểm vậy chu đào không dám nhìn tim đập mạnh a à, đáng tiếc kém một chút kém một chút là bao nhiêu chu đào lòng đã nguội lạnh sau chín chín kém một chút nữa là 700 điểm sau chín chín Chu Đào ngay lập tức nhìn vào màn hình, hoàn toàn không tin mình thi tốt đến vậy. Bây giờ yên tâm rồi chứ? Nhìn thấy thứ hạng chưa? Giang Đông tỉnh khoa học tự nhiên thứ nhất. Chu Dương đối với thành tích này không thể phàn nàn gì, thêm một vị Trạng nguyên khoa học tự nhiên. Nhà họ ba sinh viên đại học, hai trong số đó là Trạng nguyên thi đại học, văn lý đều đạt. Đây không phải là một nhà nổi bật, mà là một nhà bùng nổ. Vừa tra điểm xong, đã có người gõ cửa. Mở cửa, thấy tổ chiêu sinh của Đại học Thanh Hoa, nhận ra vì họ đã đến 3 năm trước. Chúng ta, không cần nói nhiều, năm nay chọn các ngươi. Chu Dương nói, tổ chiêu sinh cũng ngỡ ngàng, dễ nói chuyện vậy sao? Sau đó, Đại học Bắc Kinh đến, Chu Dương lịch sự từ chối, vì đã ký thỏa thuận với Đại học Thanh Hoa. Rất nhanh, chuyện Chu Đào là trạng nguyên khoa học tự nhiên tỉnh Giang Đông Lan truyền nhanh chóng, nhiều truyền thông muốn phỏng vấn. Lúc này, tổng biên tập Lưu Trường Giang của Nhật Báo Giang Đông gọi điện, bày tỏ muốn phỏng vấn đầu tháng 7, xem gia đình nào có thể bồi dưỡng được hai trạng nguyên văn lý và một tiến sĩ. Chu Dương tự nhiên đồng ý, đây là chuyện tốt, đáng tuyên dương. Công việc hiện tại, Chu Dương cẩn thận tránh sai lầm, tiến độ chậm lại, theo kế hoạch. Phạm Quốc Binh gần đây không còn đề xuất kế hoạch phát triển năng lượng mới nữa, vì bị Tiêu Long Uy phủ định. Lúc này, Chu Dương không dám làm ra thành tích, vì sẽ làm mất mặt lãnh đạo, nhưng cũng không thể phạm sai lầm để lãnh đạo góp ý. Thời gian trôi qua cẩn thận từng ly từng tí. Chu Dương gọi điện thoại cho Vương Trường Công, hỏi về thành tích của muội muội Vương Đình Đình. Cuối cùng biết được là 698 điểm, đứng thứ hai Giang Đông, dự định ký kết với Đại học Thanh Hoa. Chu Dương chúc mừng và báo tin này cho Chu Đào. Ha ha, ta vậy mà vượt qua ủy viên học tập. Chu Đào rất vui, còn vui hơn khi biết điểm số của mình. Nhìn dáng vẻ tự đắc của ngươi kìa. Chu Dương cũng mừng cho hai người, xem như con em nông dân có thể đạt được thành tích này thật không dễ dàng. Hơn 10 năm sau, hai trường đại học danh tiếng này khó mà thấy được con cháu nhà nghèo. Buổi tối, không thể thiếu một bữa tiệc phong phú để chúc mừng. Tin tức về việc gia đình Chu Dương có hai trạng nguyên nhanh chóng lan truyền trong hệ thống chính quyền Nghi Thành. Ngày này, vừa đến huyện ủy ủy ban huyện các đồng nghiệp đến chúc mừng chu phó huyện trưởng chúc mừng chúc mừng nhé trương quân là người đầu tiên đến khi biết chu dương lại bồi dưỡng được một trạng nguyên trong lòng hắn không ngừng hâm mộ hắn cũng có một muội muội hy vọng sau này cũng có thể như vậy ngươi cũng có thể đi chúc mừng vương trường công muội muội hắn đứng thứ hai khoa học tự nhiên giang đông được rồi ba hạng đầu khoa học tự nhiên giang đông các ngươi chiếm hết hai cái tiệc rượu cảm ơn nhất định phải mời ta ăn cơm đấy nhất định nhất định chu dương cười gật đầu sau đó các đồng nghiệp khác cũng đến chúc mừng chỉ một lát chu dương miệng đã mệt mỏi sau đó bí thư huyện ủy vương hoa thịnh gọi hắn vào văn phòng chu phó huyện trưởng không tệ a à, một nhà hai trạng nguyên xem ra nhà ngươi có phong cách học tập tốt đẹp lắm bí thư huyện ủy vương hoa thịnh nói chỉ là ta bình thường quản lý nghiêm ngặt mà thôi chu dương nói Đúng rồi, đệ đệ ngươi nghỉ hè không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Chu Dương đã biết Vương Hoa Thịnh muốn gì. Vừa vặn, con trai ta học lớp 12, thành tích học tập không tốt, muốn nhờ đệ đệ ngươi phụ đạo một chút. Mỗi ngày đến nhà ta phụ đạo 8 giờ, một tuần năm ngày, ta sẽ trả tiền lương. Vương Hoa Thịnh nói, Chu Dương trong lòng không vui, nhưng vẫn cười nói, "Bí thư, ngài nói tiền lương làm gì, đệ đệ ta cũng rất nhiệt tình." từ mùng ngày 1 tháng 7 bắt đầu, ta sẽ để hắn phụ đạo 5 ngày một tuần. Ngài thấy an bài này thế nào? Chu Dương vốn muốn cho đệ đệ nghỉ hè đi chơi một chút, nhưng bây giờ xem ra không được, chỉ có thể để hắn thư giãn trước tháng 7. Không có vấn đề. Nhưng phụ đạo phí nhất định phải có. Vương Hoa Thịnh kiên quyết. Chu Dương biết dù ông ta nói trả, mình cũng không thể nhận. Từ văn phòng bí thư huyện ủy ra, tưởng mẫn thông báo hắn đi gặp chủ nhiệm khu phát triển phạm quốc binh chu phó chủ nhiệm chúc mừng a à, một nhà hai trạng nguyên tại giang đông là tin tức lớn a à. gia tộc ngươi tiền đồ vô hạn a à. phạm quốc binh cười tủm tỉm nhìn như rất cao hứng chỉ là ta bình thường quản nghiêm mà thôi chu dương nói ai đứa nhỏ nhà ta cung sắp vào lớp 12, học tập vẫn rất kém cỏi không biết để ngươi có thời gian hay không cho nữ nhi ta phụ đạo một ngày Phạm Quốc Binh ám chỉ muốn trả tiền, nhưng Chu Dương không thể nhận, đệ đệ không có thời gian nên nói, nhà ta còn có muội muội, để muội ta đến chỉ đạo Quý Thiên Kim. Vừa vặn, nữ hài tử giao tiếp thuận tiện nhiều. Chỉ là nữ nhi ta khá sao động. Phạm Quốc Binh rất hài lòng với an bài của Chu Dương. Chu Dương không biết nói gì, nếu chỉ có một đệ đệ hoặc một muội muội, làm sao giải quyết tình huống này. Đúng vậy, muội ta rất kiên nhẫn có thể giao tiếp tốt. Chu Dương nói, tốt, khu phát triển đã sửa xong, mấy ngày tới chúng ta chuyển qua đó, ngươi cân đối tiến độ. Được rồi chủ nhiệm, ta sẽ làm ngay. Ra khỏi văn phòng phạm quốc binh, Chu Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể gấp rút tổ chức họp với người phụ trách các bộ phận, cân đối công việc trước khi di chuyển, vì còn nhiều tài liệu cần xử lý. Phân công xong, Chu Dương mới thở dài một hơi. Chỉ là, sau khi phân gia, cán bộ lãnh đạo vẫn phải chạy hai nơi chỉ có thể vất vả thêm mấy ngày sau chu giao trở về chu dương cho nàng tiền lương bảo nàng đi dạy nữ nhi của phạm quốc binh nói là phạm chủ nhiệm trả tiền chu giao rất vui vì trước đây thực tập không có được 50 khối một ngày lần này được nàng rất vui với ta muốn nghỉ ngơi chu đào mặt mày sụp đổ rõ ràng không muốn chu dương lấy ra một chiếc điện thoại có đi hay không Đi. Một ngày 12 giờ không có gì, chỉ cần con trai hắn chịu đựng được. Chu Đào cười tủm tỉm, hoàn toàn thay đổi thái độ. Chu Dương biết đã nắm được điểm yếu của Chu Đào, hắn muốn một chiếc điện thoại từ lâu, cuối cùng mua cho hắn. Chu Dương còn định mua cho đệ đệ một cái laptop, vì hắn muốn học máy tính, mua máy tính là việc rất cần thiết. Một tuần sau, khu phát triển chuyển đến khu viên văn phòng mới. Chu Dương đã nói rõ với hai bên lãnh đạo về lịch trình làm việc, thứ hai và thứ ba ở Ủy ban huyện, thứ tư ở Hồng Đỉnh Trấn, thứ năm thứ sáu ở khu phát triển. Với việc đệ đệ và muội muội phải dạy miễn phí, Bí thư huyện Ủy Vương Hoa Thịnh và chủ nhiệm khu phát triển Phạm Quốc Binh không có ý kiến. Các lãnh đạo khác chỉ có thể chịu đựng, nếu muốn từ bỏ một chức vụ thì có thể, nhưng không ai muốn từ bỏ. Cuối tuần, Chu Dương về nhà, đệ đệ và muội muội cũng đã về thế nào dạy học một tuần rồi chu dương hỏi chu đào cười khổ lắc đầu đừng nói nữa con trai vương bí thư không phải là đứa có thể học tập dưới gối toàn là sách đồi trụy còn kéo ta đi phòng ngủ vương bí thư xem avi chu dương nghe xong sắc mặt trầm xuống xem ra đời sống tinh thần vương bí thư rất phong phú kiếp trước hắn không biết cũng không có ban kỷ luật thanh tra thông báo việc này chu dương nhìn chu giao đừng nói nữa con gái hắn rất kỳ lạ vừa móc chân vừa trang điểm còn cầm máy tính nhà tán tỉnh người khác trên quy quy chu giao cũng im lặng vất vả các ngươi dạy học là thứ yếu không nên phát sinh xung đột với họ lừa gạt qua kỳ nghỉ hè là được chu dương cảm thấy hai đứa con này không phải học liệu không muốn học hà tất khó xử người rõ ràng hai học sinh trung học này đã quen vô pháp vô thiên tại nhà nếu dạy nghiêm khắc còn khiến lãnh đạo không vui Do đó, Chu Dương mới nói vậy, không phải là không giảng đạo đức nghề giáo. Ta hiểu rồi. Kệ hắn đi. Chu Đào lắc đầu. Chu Dương biết, sau khi tốt nghiệp đại học, hai đứa này sẽ được sắp xếp vào cơ quan nhà nước. Trước khi hai lãnh đạo bị tra, họ đều phong quan vô hạn. Nhưng đời này, đoán chừng sẽ sớm gặp khó khăn. Các ngươi ở nhà họ cũng phải chú ý, thấy lãnh đạo và người nhà của họ phải khách khí. Chu Dương dặn dò. Yên tâm, vì đi điện thoại, ta sẽ không kiêu ngạo. Chu Đào nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.